Lúc học uống trà sữa rất là nhiều, không biết đi học mà cứ uống trà sữa hoài. Em tên là Lê Bến Nhật Thùy Duyên, học ở VSET trong vòng khoảng 2 tháng. Overall của em là 7.0. Tại vì thường thì em đi làm thì nó rất là casual luôn. Chỉ TIL thì nó phải academic cho nên là hơi khó khăn, cụ thể là writing với lại speaking. Trên Facebook thì bạn bè cũng có học, em thấy bạn bè review cũng tốt cho nên là em quyết định thử. Trước đó đọc cái đề writing không biết viết gì hết, nhưng mà về sau thì có thể viết được. Trước listening thì em nghĩ em cỡ bình bình thôi, nhưng mà học rồi làm bài nhiều thì nó nâng cao hơn, giống như writing với speaking cũng vậy. Thì ấn tượng là anh Phước nè, trời, lúc mà em đi đăng ký là anh kiểu công tác tư tưởng cho em dữ lắm. Anh Phước với chị Vi, anh Phước với chị Vi là nhắn tin rồi động viên, cái kiểu lúc mà em khủng hoảng, lúc mà chưa biết điểm đó. Lúc học uống trà sữa rất là nhiều, không biết đi học mà cứ uống trà sữa hoài. Có những cái dịp có tặng quà cho học sinh, em thấy rất là đáng nhớ, vậy còn vẫn còn giữ cái quà đó.